chuối tiêu. Chuối chín mới vừa ngon thơm, 100g thôi. Khoai lang luộc 200g. Bánh mì 500g. Và bạn dùng cơm nguội thì dùng ít hơn. Đấy, các bạn Việt Nam mà dùng cơm nguội thì dùng ít hơn. Rồi chỉ khoảng độ 3 lạng là được. Vỏ chuối này nó có cái sơ và nó rất thơm, thì dùng lăng xê nó tốt, nó lâu giã. Bánh mì nó khô cứng. Nếu bạn dùng để câu chạm, câu lục thì chỉ cần bỏ đến mức này thôi. Lộn nhộn thế này thơm mà cá con không ăn được. Đấy. Nhuyễn quá thì cá con ăn hết rất nhanh. Cá, chỉ cá to vào mà cũng khó lòng nuốt mấy cái miếng này. Thế nào cũng vướng loanh quanh, cố ăn thì là vướng dây thôi. Còn như để câu lăng xê thì mình phải bóp kỹ hơn.
cốt cho nó dẻo thôi. Còn bạn nào muốn nhuyễn để mà bóp mùi lưỡi để rồi cho vào máy xay. Khoai luộc bỏ tủ lạnh nó hơi khó bóp. Cái câu bé xíu này, loại này cực kỳ tốt về sắc. Còn cách nữa là bạn móc những con tôm này vào lấy câu. Tôm này tuyệt vời.